giả của Gia Bảo Luxury, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc đồng hồ Patek Philippe Chronograph Annual Calendar 5960-01G001. Và bây giờ thì hãy cùng Phương Thảo tìm ra những điểm thú vị của chiếc đồng hồ này nhé. Vài năm trở lại đây thì Patek Philippe bắt đầu thực hiện chiến lược kinh doanh mang tính bất ngờ với nhiều mẫu đồng hồ mới, trẻ trung hơn hẳn trước đây. Vẫn có vài thiết kế cổ điển, vài thiết kế hiện đại hay gây khó hiểu, thậm chí là vài thiết kế đặc biệt gây tranh cãi. Và có lẽ là bắt đầu từ năm 2014 khi mà Patek Philippe tung ra phiên bản đồng hồ bằng thép không gỉ mang mã hiệu là 5960-1A. Sau đó, trong năm 2015 thì hãng lại tiếp tục giới thiệu mẫu đồng hồ Calatrava Chevo Time Pilot 5524G. Chiếc đồng hồ có thiết kế khác hoàn toàn với khuôn mẫu của những chiếc Calatrava với thiết kế bảo thủ. Và nếu kết hợp hai cái tên bên trên lại với nhau thì chúng ta sẽ có mẫu đồng hồ Patek Philippe Chronograph Annual Calendar 5960-01G ngày hôm nay. Phiên bản đồng hồ mã hiệu REF 5960 đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử giai đoạn hiện đại của thương hiệu Patek Philippe. Trước khi mà giới thiệu bộ máy bên trong mẫu đồng hồ 5960, tính năng Chronograph chỉ được kết hợp với tính năng lịch vạn niên, bắt nguồn từ phiên bản 1518 đến phiên bản 5270, thực tế hơn, an toàn hơn và hơn hết là dễ tiếp cận hơn. Nếu như phiên bản đồng hồ lịch vạn niên đắt đỏ, có sự chính xác tới hàng trăm năm mới cần chỉnh lại do sai số, thì với lịch thường niên, người dùng tự điều chỉnh lịch vào ngày chuyển giao giữa tháng 2 và tháng 3 hàng năm. Patek Philippe tiếp tục kết hợp hai tính năng lịch thường niên và Chronograph trong một cỗ máy mang tên là 5960P001, phiên bản hiếm trong chất liệu Platinum. Có rất nhiều phiên bản từ vàng trắng, vàng hồng của 5960 đã được Patek Philippe tung ra từ năm 2006 tới 2014. Và lần đầu tiên dòng đồng hồ này tiếp nhận một mẫu làm từ chất liệu thép không gỉ trong năm 2014, một thiết kế gây tranh cãi trên bất cứ diễn đàn đồng hồ nào. Hạ màn với chất liệu Platinum đến vàng trắng hoặc là vàng hồng, hai phiên bản tiếp theo làm từ vàng và Platinum ngừng sản xuất và được thay thế bởi phiên bản thép không gỉ. Quá trình không dừng lại ở đó mà tiếp tục quay lại với chất liệu Platinum, để đến năm 2017 thì dòng đồng hồ Patek Philippe 5960 tiếp nhận một phiên bản có trong chất liệu vàng trắng mang mã hiệu là 5960-01G001. Chỉ riêng về thương hiệu Patek Philippe thay đổi chất liệu sử dụng thôi cũng đã đủ rắc rối và phức tạp rồi. Và đúng vậy, Patek Philippe luôn tiến hành những điều mà chẳng ai ngờ tới. Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất ngoài chất liệu vàng trắng so với những phiên bản 5960 trước đó là sự thay đổi trong màu sắc mặt số. Patek Philippe REF 5960-01G001 có kích thước bộ vỏ là 40,5mm x 13,5mm. Hệ thống nút bấm Chronograph và nút điều chỉnh đặt tại cùng một bên phải của vỏ khung, còn 3 nút bấm báo lịch đặt bên phía đối diện. Và bề mặt vành bezel hay là càng nối dây vát cong của đồng hồ đều được đánh bóng sáng loáng, đến nỗi mà rất dễ để in hình phản chiếu ở bên trên. Trong bố cục mặt số của chiếc đồng hồ này, những chi tiết nổi trội vẫn giữ nguyên hai vẻ cổ điển và hiện đại đan xen nhau. Nếu như nửa trên mặt số là bộ hiển thị lịch thường niên cùng với 3 ô cửa sổ báo thứ trong tuần, ngày trong tháng và tháng trong năm, thì nửa dưới là sự có mặt của bộ hiển thị Chronograph bấm giờ độc lập. Với việc sử dụng ô cửa sổ kích thước lớn dạng chữ nhật và vòng tròn Chronograph màu trắng ở góc 5 giờ, thiết kế của chiếc Patek Philippe này được đánh giá là đậm chất thể thao. 3 ô cửa sổ lịch được điều chỉnh bởi hệ thống nút bấm ở bên trái và cần công cụ đi kèm mẫu đồng hồ mới có thể sử dụng được. Còn bộ hiển thị Chronograph ở góc 6 giờ lại được vận hành nhờ 2 nút bấm Chronograph có khắc vân Guloch bên cạnh khung. Hai vòng tròn bên trong chạy từ chỉ số 5 đến 60 phối hợp cùng với kim màu đỏ sẽ đếm phút. Còn vòng tròn màu trắng ngoài cùng sẽ kết hợp với kim dây màu trắng dài hơn để đếm giờ. Riêng kim đếm dây Chronograph lại được Patek Philippe đặt ở trung tâm cùng với hai kim báo giờ và phút có phủ thêm chất phát quang màu trắng. Bên dưới lớp đáy kính sapphire là bộ máy nổi tiếng CH28520 IRM QA24G. Đây vốn là bộ máy Chronograph tự động đầu tiên được sản xuất bởi Patek Philippe kể từ ngày sản xuất. Đặc biệt tích hợp trong bộ máy là tính năng Chronograph Flyback, cho phép kim Chronograph tự chuyển về trạng thái ban đầu với nút bấm 4 giờ mà bỏ qua không cần bấm nút bấm góc 2 giờ. Để đảm bảo được tính chính xác cho chiếc đồng hồ này, thì nhà sản xuất sử dụng cơ chế bánh xe cột theo phương dọc cho tính năng Chronograph cho bộ máy CH28520 IRM QA24G. Với việc chứng nhận chất lượng từ con dấu Patek Philippe Seal,
bộ máy CH28520URMQA24 giờ, đảm bảo hoạt động trơn tru với sai số trung bình là -2/2 giây một ngày. Đi kèm với phiên bản Patek Philippe lần này là dây đeo da bò với màu nâu, sự trộn lẫn giữa hai âm hưởng cổ điển nhưng đầy trẻ trung, điều thấy ngay khi chỉ lướt qua mẫu đồng hồ này. Và đó là những thông tin thú vị mà chúng tôi mang đến trong video ngày hôm nay về mẫu đồng hồ này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Gia Bảo Luxury.